Vâng, em gói hàng và em ship đi cho anh Duật một cái 8210, anh đặt cái 8210 màu đen. Thì em gói cho anh ấy rồi. Và một cái điện thoại Viettel V90 cho anh. Và trên màn hình là mình cho anh em xem một số những mẫu máy Trung Quốc đang hoành hành rất là dữ dội trên thị trường. Cái Viettel. Những con máy này không xài được nên máy trục chặt sóng kém rồi là sạc sim không vào rồi chấp chấp màn hình bấm không được. Cảm có mấy cái mẫu máy này mà chỉ mới về đây Viettel chỉ có 200, 300, 500 anh em sao chú được nha, chú ý anh em chú ý dùng mình không rất nhiều người rất nhiều cái tình trạng máy đó nhưng mà không bán cái loại máy đó nha, cái rất là ngon chỉ bán chính hãng thôi, còn đi chính hãng thôi. Triệu mấy em triệu nhận hàng kiểm tra hàng và mình lỗi mình sẽ bảo hành cho anh em tử tế đoan hoàng đổi một cái máy là nhiều tương tự cho anh em đang super đổi anh rất chạy trên thị trường máy có rất nhiều mới đặt tại cửa hàng này C65 máy rất rẻ, đây là một con trong C65 ghi giá rất rẻ, máy RAM 6GB chỉ có chưa tới 3 triệu đấy, đi máy sở hữu một cái điện thoại xài rất đẹp, Vivo đời mới, hai cái con Vivo này máy rất đẹp, con 2 triệu mấy thôi. Đây là một mẫu máy bàn phím phím to chữ lớn này cho người già, Nokia mình có rất nhiều. Anh em thích sản phẩm nào cứ alo cho mình sẽ ship tận nơi anh em kiểm tra hàng. Đây là máy một mẫu máy của Việt Nam sản xuất, đây có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng, bảo hành toàn quốc. Nếu có trục trặc thì mình sẽ cho shipper đổi hàng của anh em. Những con máy như thế này có giá tầm giá chỉ có triệu mấy thôi, 2 triệu mấy thôi, máy mới mà tại sao anh em không xài, anh em đi xài cái máy Trung Quốc mấy trăm là sao ta. Vivo rồi, con này xài rất ổn này, chỉ có 2 triệu 7 mấy chục, máy rất đẹp. Anh em có nhu cầu sản phẩm nào thì alo cho mình. Nokia mình có mấy mẫu giá rẻ, Redmi Note 12 giá rất rẻ, Oppo A58. Đây, khi anh em nhận hàng thì tình trạng lại nguyên siêu nguyên hộp nha, iPhone mình còn mấy mẫu này nguyên siêu nguyên hộp, anh em có thể bóc hộp và anh em kiểm tra hàng, ok thì anh em nhận. Nếu có vấn đề mình sẽ cho shipper mang hàng về, tránh tình trạng mà anh em nhận hàng nhái hàng dởm xong rồi anh em không xài được là nên lại mang số lực trong người nhé. Đây là một con Coco này, Coco này nó có mấy màu á, màu trắng, màu đen và màu xanh, máy rất mạnh, rất to, rất chạy nhanh. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của mình nhé.